Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Sangha. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Vì do năng lực tán dương Đức Tam Bảo khách vắng tắc sinh gia hộ cho chư tôn Đức Tăng Visico và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui thịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Thưa quý vị, trong đề tài hôm nay chúng tôi xin giảng về một đề tài được ghi nhận ở trong sách Linh Đạo, đó là về phần giới. Và trong sách Thanh Tịnh Đạo đã gồm rất là nhiều cái loại giới trong đó, nhưng mà tự trung thì nói về ân đức giới thì có bốn cái cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất á được gọi là Hana Phagia Sila. Hana là thấp kém, có ghi giá là giữ gìn. Cái giới được giữ gìn một cách là thấp kém. Hay nói cái ngắn gọn là cái giới thấp kém hay giới hạ liệt. Thứ hai nữa là thiết tí pha ghi giá si lá. Thiết tí là trụ lại, pha ghi giá là gìn giữ, thì lá là cái giới. Như vậy cái từ này được gọi là cái giới được gìn giữ hay là giới được thọ trì, gọi vắn tắt là giới thọ trì. Cái giới thứ ba được gọi là Vissesa Pagiya Sila. Vissesa là đặc biệt, Pagiya là gìn giữ. Cái giới được gìn giữ cái đặc biệt được gọi là, đại khái là chúng ta gọi nó tắt là giới đặc biệt. Và cái thứ tư Nibbetha Pagiya Sila. Nibbetha có nghĩa là năng lực đặc biệt. Ở trên là giới đặc biệt, nhưng mà đây là giới có năng lực. Năng lực cao nhất. Phân giá là gìn giữ. Và nếu chúng ta đọc con tắc á, thì giới cao thượng. Vậy tóm lại cái bốn cái loại giới, thứ nhất là giới thấp kém, thứ hai là giới, thứ ba là giới đặc biệt, và giới thứ tư là giới cao thượng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu những cái thành phần này. Cái giới được gọi là Hana Phagiya Sila đó, nghĩa là giới thấp kém đó. Thì ngoại trừ những cái giới mà chúng ta thường gọi ác giới, như là sát sinh, như là lấy của không cho, hoặc là tà hạnh trong việc làm, nó thấp kém theo thường đời, thường tình. Cũng như năm ngũ giới mà cái người Phật tử chúng ta thọ trì đó, thì được gọi là thường giới, tức là giới phổ thông. Mà cái phổ thông mà chúng ta không có đầy đủ thì cũng là một điều kiếm khuyết. Thì đừng nói chi những cái giới mà nó ngược lại cái vấn đề phổ thông, tức là nó đi có chiều hướng thấp kém xuống. Như là không sát sinh thì ngược lại của không sát sinh là sát sinh. Không lấy của không cho, ngược lại không lấy của không cho là lấy của không cho.
vân vân. Thì cái hana này có nghĩa là thấp kém này, nói về cái ác giới là một phần. Nhưng mà đối với những người Phật tử chúng ta đó, sau khi vào những ngày Sa-bát, tức là những cái ngày mà Bồ Tát đó, đây là rõ ràng hơn là những cái ngày mà chúng ta thọ trì bát quan trai giới đó, mà đi tới đi vào chùa đi tới, xin thọ trì giới từ nơi vị sa môn hoặc là trưởng lão hoặc là đại trưởng lão hoặc là những vị tôn túc, thậm chí là một cái vị sa di chẳng hạn, thì những giới này vào những cái ngày Bồ Tát hay là những ngày Bát Quan Thế Giới đó, nhưng mà chúng ta thọ trì mà nó không được đúng đắn hay là được, thì nó cũng liệt vào trong cái thành phần là thấp kém. Tại sao? Bởi vì đó, cái người mà thọ giới mà không có thân cận với những cái bậc có giới hạnh thì nó sẽ có cái tâm lý là dễ vui cũng vậy. Bởi vì cái nhìn người bên cạnh á, họ làm như thế này kia, rồi lại mình có nảy sinh tư tưởng nếu mình không có cùng chung cái việc làm đó là mình không có hòa đồng, mình giống như cái người mà tách ly ra. Nhưng mà hòa đồng như thế nào thì nó tốt, và hòa đồng như thế nào nó là xấu. Thì chúng ta cần phải phân biệt được như vậy. Nhưng mà do cái mạnh lực là chúng thân cận những người mà không có giới hạnh, thì cái hành động mình á, vì không hiểu được cái tính năng của giới, cái nghĩ là mình ngồi thọ giới là mình là có giới rồi, cho nên nó lại làm cho hư hỏng cái giới. Nguyên nhân là người này cho rằng là cái sự họ trì giới mình nó cái kết quả nhỏ nhòi, mình cho rằng là cái giới mình thôi có một cái tác dụng gì lớn đó. Chính vì có tư tưởng đó cho nên nghĩ rằng việc phá giới này cũng nhỏ nhòi, hoặc bị sai lầm do những cái tà thuyết, hoặc những sai lầm do những cái sự ý nghĩ sai. Chúng ta thí dụ giống như những vị sa môn á, khi dạy những người Phật tử á, truyền giới với người Phật tử á, là giữ gìn bát giới chẳng hạn, thì đừng có ca múa hay là hát. Nhưng mà vậy đó lại ca múa hát, bởi vì cho rằng nó là cái giới đó nhỏ nhoi, nó không có ảnh hưởng đến mình, mới tự hào rằng là mình là cái người giữ giới nhiều. Ví dụ như Sa Di giữ được 10 giới và 105 điều học, nhiều lắm 8 giới, thì cho rằng mình cái ca hát như vậy không ảnh hưởng gì lắm. Bởi vì hiểu lầm cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy rằng ví như cái hạt muối. Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người làm lỗi nặng nhưng mà chưa hẳn đã rất xứ khổ cảnh. Ngài trái lại một cái người làm cái việc tội lỗi rất là nhỏ nhưng có khả năng rơi xuống khổ cảnh. Vì sao vậy? Người này có một cái phước thiện nâng đỡ, nó tựa giống như có một cái thuyền lớn, dù do tảng đá lớn chăng nữa thì chiếc thuyền này nó cũng đỡ được.
Còn những người làm cái lỗi nhỏ nó có thể rớt xuống cả khổ cảnh. Vì sao vậy? Vì không có phước nâng đỡ. Nó biết như một cái hạt lúa ấy. Nó rơi xuống dòng sông nhưng mà vì không có cái vật gì đỡ, cho nên cái hạt lúa này nó có thể chìm xuống dưới lòng sông. Ví dụ thứ hai nữa, ví như một cái người đó, chỉ có nắm muối thôi, nhưng mà đem nắm muối đó hòa vào cái dòng sông đó, thì nắm muối đó không đủ sức để làm cho cái dòng sông nó trở nên mặn. Trái lại những người chỉ có một nhúm muối thôi, mỗi người có một cái nắm muối và một người có chỉ nhúm muối thôi, nhưng mà người có nhúm muối đó, họ hòa vào trong một cái chén, một cái ít nước, thì có thể làm cho cái chén cái ít nước đó có thể mặn lên. Đó làm nắm muối vậy đó, dù cho hòa xuống cái dòng sông cũng không đủ sức đi mà. Đó là phẩm hạt muối mà Đức Phật này dạy. Chính vì hiểu lầm cái điều này cho nên nghĩ rằng mình có cái ví dụ như sa di có 10 giới, nhân trăm năm thì học thấy nhiều. Vậy thì khu có 227 giới, nó nhiều. Nhưng mà có vi phạm một hai giới nhỏ cũng không sao. Nhưng người này không nhìn thấy được những cái hậu quả tai hại của những cái giới nhỏ đó, cho là không sao cả, cho là không sao. Cho nên thản nhiên ca hát. Mặc dù cái người dạy Phật tử rằng nên vào cái ngày bắt quan trai giới là nên tánh ca hát hay là không được ca hát, hỏi kèn đờ sẽ mua hát nghe rồi kèn. Nhưng mà vẫn cứ tự mình cứ hát cả. Mà lấy làm hãnh diện cái điều này nữa chứ. Và nói là nếu như vậy là mình không có hòa đồng, không có làm cho vui cái buổi lễ hội hay là buổi thiết pháp. Tức là không có tính hòa đồng như thế nào, chứ hòa đồng kiểu này thì họ nói như thế nào đó. Rồi người này tự hào rằng cái giới số lượng 227 giới, có vi phạm một giới chắc không sao. Hoặc là người này tự hào rằng tôi là có 10 giới. Cái gì phạm một giới thì cũng còn chín giới. Nhưng mà nếu thẩm tra lại cái 220 giới đó, có giữ được hết không? Có trọn vẹn không? Thứ hai nữa, cái 10 giới con sẽ gì đó, đó là có trong sạch trọn vẹn. Mà người này không thấy được là cái nguy hại của một cái giới nhỏ. Một khi chỉ một cái lỗ nhỏ thôi, một cái giới nhỏ, nó có thể gây tai hại rất lớn. Và chính các ngài giáo phật sư, các ngài đã đưa ra hình ảnh như vậy, như một cái chiếc thuyền bằng gỗ trầm hương, rất tốt, rất xinh. Và khi người ta đóng thành một cái chiếc thuyền, và trên thuyền nó trang trí rất là nhiều cái hoa văn rất là xinh đẹp, nó rất tốt. Nhưng mà đáy thuyền, nếu như ở một cái bè thuyền có một cái lỗ nhỏ, và người này cho rằng nó nguyên cả một khối thuyền này nó lớn như vậy, một lỗ nhỏ này nó không là gì hết, nó không có tác động lại. Nhưng mà khi mà xuống nước đó, đi vào con sông lớn hoặc là đi vào trong một cái đại dương, thì chính cái lỗ nhỏ này nó mang tai hại rồi. Nước sẽ thấm vô những cái kẹt, nó sẽ thấm vô và làm nới rộng ra. Và dần dần
nó sẽ phá hết những cái thanh gỗ trầm kia, và cuối cùng thì nó sẽ khoét sâu vô, để rồi nước sẽ tràn vào thuyền, ngập thuyền và nhấn chìm chiếc thuyền. Dù chiếc thuyền đó có trang hoàng xinh đẹp, có cái trang trí xinh đẹp như thế nào, một khi nước nó vào rồi thì nó cơ hội nó sẽ tàn phá hết cả. Nguyên nhân chỉ vì một cái lỗ hổng, một lỗ nhỏ của cái mạn thuyền hoặc cái đáy thuyền, hoặc một hình ảnh nữa cho chúng ta thấy, giống như một cái đê đắp bờ ngăn chặn nước sông dâng cao, nó rất là kiên cố, nó rất là tốt đẹp, nó rất là vững chắc. Nhưng mà chỉ có một cái lỗ mọt nhỏ ở trên đê hay ở thành đê, và những nước sông nó cơ hội nó khoét sâu vậy. Những làm cho rã ra đây những cái đất ngăn chặn đó, để một lúc nào đó nó trở thành lầy. Mà một khi mà cái đê nó vỡ thì nước có cơ hội nó tràn vào và nó tàn phá cả ruộng vườn, nó nhận chìm tất cả những cái tài sản, luôn cả những sinh mạng của những người cư dân ở chung quanh bờ sông. Cái nguyên nhân cũng chỉ vì một cái lỗ mọt của cái con đê đó mà thôi. Bởi vì không thấy được những cái tai hại của một cái sự phá giới, dù giới rất nhỏ như vậy, cho nên người này dễ vui và vì dễ vui mà xem thường như vậy, nên cái giới này được gọi là cái giới hạ liệt. Điểm thứ ba của giới cái hạ liệt nữa là không hiểu được cái tính chất của giới. Giới có công năng á, nó ngăn chặn cái tham, cái sân, cái si. Nó không có cho tham si có cơ hội mà nó lọt vô từ dòng lai bên ngoài đầu tiên, tức là về thân hay người. Người này không có phòng hộ cái con mắt, cái lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi và cái thân. Cứ để cho mắt tai mũi lưỡi thân này nó thỏa mãn, nó hài lòng, nó thích thú với sự hưởng dụ, hưởng lạc của năm dục. Mà một khi mà hưởng lạc cái năm dục á, đắm nhiễm trong cái sự hưởng lạc nó, thì tham sân và si nó có cái cơ, nó sẽ phát triển từ. Nói cách khác, người này là không có phòng hộ các căn quyền, luôn luôn chạy theo những cái sắc đẹp, tiếng du dương ngọt ngào, những cái mùi hương thơm thù diệu, những cái vị chất ngon ngọt và sự đụng chạm êm ái hài lòng, mà không ý thức được rằng chính cái ý nó bị chất độc tham sân và si nó đã một lúc nào đó cái tâm nó ngập tràn tham sân, và người đó sẵn sàng đi đến phá giới. Vì tham đó, mặc dù người đó có khả năng thâm vị đó, vì tham vị người đó có thể sẵn sàng là làm hư hoại, thích ăn những cái món ngon, món tươi sống, có đầy chất bổ dưỡng nhờ, ngon ngọt. Có những người Phật tử tuy rằng là Phật tử cũng thọ trì giới sát sanh, nhưng mà thích ăn những loại cua ghẹ còn tươi sống thì nó ngon, nó ngọt, nó bổ, nó béo. Và họ sẵn sàng giết chết những cái con vật đó, luộc nó lên,
nó chỉ là tham vị thôi. Tham sắc nó mặc dù là thọ trì giới là không có quan hệ bất chánh, nó là giới thứ ba đó. À, nhưng mà về tham sắc á, anh nghĩ là muôn đời á, việc đời muốn sự có chung hơn nhau một tiếng tranh hùng thì thôi, giành giật nhau với một cái nhan sắc nào đó, hoặc là tìm cách này tìm cách kia để được quan hệ bất chánh, và họ sẵn sàng không từ khước một cái thủ đoạn. Thế hậu quả thì ra dĩ nhiên dẫn xuống khổ cảnh rồi. Họ tương lai thì như thế nào? Tương lai tái sinh làm người khi mà ác quả mình tới thời hậu trộn, cho dù là cái đời sống hiện tại sống cực thiện hay là sống thánh thiện chăng nữa, thì nó cũng rơi vào cái bất hạnh. Đây là trường hợp Cận Sư Nam Mahakala. Cận Sư Nam trong thời Đức Phật, Cận Sư Nam Mahakala trong thời Đức Phật là một cái người rất là tốt đẹp, giữ gìn cái giới bát quan trai giới rất là tốt. Vào những cái ngày mà bác quan thế giới thường tới chùa Kỳ Viên để mà thực hành pháp. Một hôm vào buổi sáng sau khi xả giới, bác quan thế giới ra bờ hồ để mà xuất nguyện, thì một tên ăn trộm nó trong đêm nó lấy cắp bị rượt đi nhảy ngang qua đó, thấy vị Cận Sư Nam này đang đi hồ múc nước để rửa mặt để xuất nguyện, ném cái tang vật đó nó bỏ chạy. Dân chúng kéo tới thấy tang vật tại đó, nói đây là tên trộm, nó chạy đến đây là bộ xuống xúc miệng giống rửa mặt giống như người cận sự người Việt Nam đây, và họ xong giờ họ đánh đập, và trong lúc mà đánh đập nó chẳng may họ lỡ tay vào cái người cận sự nó bị chết. Chứ thì không mới đem câu chuyện này bàn luận ở giảng đường á, nói tại sao một cái người mà tốt đẹp vậy đó, lối hạnh rất có tốt đẹp, nhưng mà cái chết này nó không xứng đáng. Cái chết này nó không đúng với cái việc làm của Cận Sư Nam này. Đức Tôn ngày ngự tới giảng đường, ngài mới giải đáp cái nghi vấn này. Ngài nói rằng Cận Sư Nam này chết ngay trong lúc này là nó không đúng, không xứng đáng, nhưng mà rất xứng đáng ở trong cái thời quá khứ. Thời quá khứ ông bà là một cái người quan giữ rừng, chuyên bảo hộ cho rừng được an toàn. Bởi trong rừng có một nhóm cướp. Một lần nọ có một cái cặp vợ chồng nó đi tới bìa rừng, mà lúc đó trời đã sắp tối rồi. Nà, cho nên nhờ quan giữ rừng như qua, nhưng mà cô vợ tôi xinh đẹp khởi ý về cái tà hạnh này. Quan giữ rừng nó nói là bây giờ to khuya rồi, ra trời tối rồi khó mà đi, để sáng mai đi. Đêm đó ông mới lấy viên ngọc ông vu khống cho người chồng, cái người mà trộm ngọc, đánh người chồng cho chết để cướp vợ. Dĩ nhiên người đó kiếp sau đó cái người quan kiểm lâm với quan giữ rừng đó đã rớt xuống cái khổ cảnh rồi, nhưng mà trong kiếp này làm Cận Sư Nam Mahakala đó ác quả còn như sót cũng phải chịu vậy thôi. Vì không hiểu được cái tính năng của giới là có cái phần sự là nó diệt trừ đi cái ham cái sân, ngăn chặn cái tham cái sân bên ngoài, nó không cho xâm nhập vào cái sáu cửa mắt tai mũi lưỡi thân, hay là năm cửa mắt tai mũi lưỡi thân, cho nên không phòng hộ nó, không giữ gìn. Và do đó là từ đó, từ tham sắc, tham thinh, tham hương, tham vị đó, tham sức đó, nó dẫn tới hư hoại giới, và cái giới này được gọi là cái giới hạ liệt, giới thấp kém. Nguyên nhân cho rằng cái giới này nhỏ, vi phạm cũng không sao,
nó tựa giống như là một cái lỗ mọt nhỏ của một cái bờ đê không sao. À nhưng mà rồi khi đê nó vỡ sẽ nhận chìm tất cả. Cho rằng một cái lỗ mọt nhỏ của một con thuyền nó không là gì hết. À, nhưng mà khi mà nước có cơ hội xâm nhập vào, nó sẽ nhận chìm chiếc thuyền. Đây là cái giới được gọi là hạ liệt. Giới thứ hai được gọi là thi tí phan di giá sila, tức là giới thọ trì. Tức là cái người Phật tử này viết tay thọ trì năm giới ở nơi Đức Phật, rồi lúc nào cũng gìn giữ à, thân không bao giờ sát sanh, không tự mình làm, không có suối bảo cái khác làm, không có tán thán cái sự sát sanh, và cũng không hoan hỷ đối với sự sát sanh của người khác. Rồi thân không có tà hạnh trong dục lạc, hoặc là thân hạnh không có lấy của không cho, ngữ thì không có nói dối, và từ khước những cái chất men say. Đó thôi, chỉ có như đó mà luôn luôn ngày này qua ngày khác lúc nào cũng kiểm tra cái giới mình. À, thấy rằng hôm nay mình không có sát sanh, hôm nay mình không có nói dối, hôm nay mình không có lấy của không cho, hôm nay mình không có dùng những cái men rượu và chất say, rồi hôm nay mình không có cái nghĩ gì mà gọi là tà hạnh trong dục lạc ha. Không thích mua vé số, không thích vấn đề, không thích cá độ, không thích bài bạc không thích mà những cái hàng xa xỉ phẩm. Nhìn bình diện thì thấy tốt rồi đó. Một ngày mà được như vậy thì thấy cũng tốt rồi. Mà nếu chúng tôi phỏng vấn quý vị được một ngày được như vậy chứ, thì có lẽ câu trả lời cái xác suất mình cho chúng tôi thấy có lẽ là 90% đấy, được khoảng gì 2/10, 3/10 là tốt, chứ không được được 5/5 vậy đâu. Nhưng mà đây cũng chỉ là mình nhớ giới mà thọ trì chỉ vô quanh quẩn như đó thôi. Nó tựa giống như một con người sống trong một cung điện màu vàng, xung quanh toàn là màu vàng. Và người đó cứ vòng vòng trong cung điện đó, cuối cùng người đó cũng chỉ ở trong cung điện. Ở bên ngoài bao nhiêu những hoa thơm cỏ lạ, bao nhiêu cảnh sắc ly kỳ khác, người đó không nhận thấy. Nó chỉ vòng quanh ở trong cái cung điện màu vàng. Người đó cảm thấy an ổn. Cái giới này nó cao hơn cái giới hạ địa, nhưng cũng sẽ chẳng đi về đâu, cũng chẳng đi về đâu, nó có được may mắn chăng chỉ sanh làm người thôi. Ra đây làm người mà có cái tuổi thọ liên lâu dài, bởi vì tại sao vậy? Bởi vì người đó không có thấy được cái ân của giới, không thấy cái lợi ích của giới. Mọi người nói giữ theo một cái truyền thống, một cái nghi thức, giữ theo một cái khuôn vàng thước ngọc nào đó, cứ y như vậy chứ không có làm cái, làm cho cái giới được tăng trưởng. Nó tựa giống như người có một cái thỏi vàng và cứ ngày nào cũng ngồi ngắm cái thỏi vàng này đẹp. Ở vàng này có những cái hoa văn những điều rồi cất. Ngày hôm sau đem phải vàng là ngày
Rồi cả quanh năm suốt tháng là như vậy. Thì thỏi vàng cứ là thỏi vàng, nó không mang tới một cái lợi gì gọi là thiết thực, nó không mang tới một cái tác dụng nào lớn cả. Bởi vì không hiểu được tính năng của vàng sẽ được là tạo ra cái gì, nó sẽ giúp ích gì. Nếu như người này biết từ cái thỏi vàng đó có một cái số vốn ấy, thì cái lợi tức nó sinh lên, nó có thể có được nhiều cái thỏi vàng khác, nhưng mà không biết. Chỉ có hài lòng là người ta có được thỏi vàng, nhưng mà thỏi vàng này nó cũng chẳng có cái ích lợi lớn, có cái tác dụng lớn. Đây là giới được thọ trì. Một cái giới nữa được gọi là quý sư xá pha ghi giá si lá, tức là giới có cái ảnh hưởng đặc biệt. Cái người này sẽ suy nghĩ rằng khi mà ta thọ trì giới để mục đích gì, nó phải để mục đích để người khác khác mà khen tặng ra là người có giới đó. Nếu như thật sự là có người ta có khen tặng hay không khen tặng thì mình cũng có giới. Còn đã không có giới rồi, dù ai có nói người đó tốt, người đó là có giới hạnh trang nghiêm hay là gì đó, thì gọi cứ là xấu xa thôi. Còn nếu như đã có một giới thật là trong sạch rồi, người ta nói cái người này là khe khắt, là cái người này là cố chấp, mà cái người này là bảo thủ vân vân, thì bản chất giới vẫn tốt, vẫn không phải do những cái lời nói đó mà cái giới trở nên xấu đi. Nó tựa giống như cái gỗ trầm hương ở trong rừng vậy đó, bản chất nó thơm. Nhiều người ta có khen ngợi là cái khúc gỗ trầm hương này nó thơm thì nó vẫn cứ thơm, mà dù cho người ta chê khúc gỗ trầm hương này nó không thơm thì nó vẫn cứ thơm. Chứ đâu phải vì người ta khen nó thơm mà nó thơm đâu, mà nó đâu phải vì người ta chê nó không thơm mà nó không thơm đâu, nó vẫn cứ thơm. Mà chính Đức Phật ngày dạy nó bay theo chiều gió cũng có, nó bay theo ngược chiều gió cũng có, nó bay từ quá khứ đến tương lai cũng có, nó bay lên trên cõi trời cũng có, nó bay xuống dưới cõi thấp cũng có. Còn những cái hương thơm khác nè, dù nó quý chăng nữa, như là hương chiên đàn hoặc là những cái hương hoa thơm quý, nó chỉ biết bay theo chiều gió mà thôi. Một cái hương giới thì nó bay bốn phương tám hướng, thậm chí bay lên trên cao mà bay xuống thấp cũng có. Mà bản chất nó là như vậy, dù có khen hay không khen, dù có chê hay là không chê, thì nó cũng vẫn cứ là như vậy. Miễn làm sao là có giới. Cái danh từ có giới nó khác. Có giới là tức là phải làm sao cho cái giới này nó mang tới lợi ích. Người nói là tôi có tài sản thì cái tài sản nó phải mang tới lợi ích. Chứ người này mà có tài sản mà tài sản này không mang tới lợi ích, thì xem như cũng không có tài sản. Như một cái người mà có 1 tỷ nhưng mà tối ngày cái đầu không dám thọ dụng, không dám thử gì đó, thì giống như người không có tiền, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đi không dám đi, sử dụng không dám sử dụng. Thì có viên bảo ngọc mà nó có giá trị hàng ngàn cây vàng, nhưng nếu mà cứ để hoài thì cũng vậy, rồi đó mà đói vẫn cứ đói, rác vẫn cứ rác, ở ngôi nhà tồi tàn vẫn cứ ở ngôi nhà tồi tàn. Và xem người đó, xem kẻ là cái người mà cũng không có tài sản. Cái được gọi là có giới đó, tức là cái người đó biết sử dụng giới, còn làm sao cho giới đó nó trở thành có một năng lực đặc biệt. Mọi người có trí sẽ suy nghĩ như vậy, người ta thọ giới để làm cái gì?
không có được để được có tiếng là người của giới. Chuyện thường quá. Mà hãy được có giới thì chúng ta phải làm gì? Thì người đó sẽ nương theo mà cái sự trong sạch của thân, cái sự trong sạch của lời nói, cái sự trong sạch của cái ý. Để làm gì? À, để người đó tu tập thiền định. Mà các ngài dạy đó, cái giới nó năng sinh định. Khi mà thân nó không có làm cái giới này nó hư hoại, ngữ không làm cái giới này nó hư hoại, ý nó được cái sự phòng hộ, sự ghi nhận, biết rõ những cái chi phần của giới, thì tham sân nó không có cơ hội nó xen vô. Tham sân nó không có cơ hội. Nó giống như người ta thấy rõ được có một cái lỗ nhỏ của một cái đê bị vỡ rồi đó, thì người ta lập tức ta bất kính liền, thì nước không có cơ hội, nó có cơ hội nó xuyên qua cái lỗ nhỏ nên nó phá vỡ cái bờ đê. Cũng giống như chủ thuyền rất là giỏi, quan sát thành thiền thấy rằng có một cái lỗ một nhỏ hay là một cái lỗ hổng nhỏ, lập tức đóng lại thì nước kia nó không có cơ hội. Hoặc giống như một cái người mà thận trọng á, thì luôn luôn sống ở trong cái pháp luật á, và lúc nào thì cũng phải được cái người cảnh sát bảo vệ, hay nói cái khác đi đâu cũng sẽ có người bảo vệ, như là một cái vệ sĩ kế bên. Cũng vậy, chính niệm á, hay là niệm về ân giới á, ghi nhớ những cái chi phần của giới, nó ví như cái người cảnh vệ kế bên, kịp thời bảo vệ không cho những kẻ xấu tham sân nó có cơ hội tấn công vào trong cái triều tâm của mình. Nhưng mà có niệm đó, để giữ gìn cái giới đó, để làm gì? Người ta tu tập thiền định. Chính niệm về giới đó, ghi nhận những cái chi phần của giới, nó là làm cho cái sự ghi nhận mình nó càng ngày nó càng nhạy bén hơn, được tốt đẹp. Cho nên ghi nhận như đề mục đó, nó nhanh chóng hơn, nó rõ ràng. Và khi người đó chứng đắc được cái thiền định, chứng đắc được cái thiền định rồi á, thì nó tạm thời là được hoàn tất được 1/3 của gọi là vissesa ariya, tức là cái giới của năng lực đặc biệt. Nhưng mà chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Cổ nhân có nói rằng tấn công thành thì dễ, chiếm đoạt thành thì dễ, mà giữ thành là khó. Có được nha, vật đó thì đã là khó, nhưng mà nó cũng là dễ. Nhưng mà có rồi đó, gìn giữ nó mới là khó. Chưa có tài sản, có kiếm được cái tài sản là một điều khó. Nhưng mà khi mà có được tài sản rồi đó, sự kiếm được tài sản đó cũng đều dễ, so với gìn giữ cái tài sản. Cũng vậy, chưa có định mà kiếm được định nó là khó rồi, nhưng mà có định rồi nó so với gìn giữ được cái định. Để gìn giữ bằng cách nào? Xin thưa, cái ngày dạy rằng chúng ta sẽ có 4 pháp để mà gìn giữ. Thứ nhất là nhờ niệm. Cho nên để gìn giữ cái định này xuyên qua cái ân đức giới đó, chúng ta thường niệm tưởng ân đức Phật. Mỗi người mà thường niệm tưởng ân đức Phật như vậy á, thì một lúc nào cảm giác là đức Phật ở cái bên, mà một khi mình vi phạm giới, khi mình lười nhác tu tập đó, đức Phật sẽ khiển trách. Cũng giống như có người cha lành ở cái bên nè,
Vị này rất là hiền, nhưng mà nó cũng rất là nghiêm khắc. Cái nghiêm khắc nó không phải để là xấu cho những đứa con, mà là tốt cho đứa con. Thì thường xuyên niệm tưởng ân đức của Đức Phật để mà bảo trì cái thiền định. Nó có thể là xong một thời thiền xong ấy, một thời mà an trú trong định xong ấy, thì sau này xả ra có thể là quán tưởng về cái ân đức Phật, niệm tưởng về ân đức Phật. Đó là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai thì cái người này sẽ tu tập về cái thiền tâm tự. Bởi tâm tự nó sẽ mát mẻ, nó giống như cái vòng tay. Mà các ngài dạy rằng á, khi mà có thiền định rồi nên cần phải có tâm tự. Tức là tu tập thêm tâm từ để mà giống như một cảnh vệ, người luôn luôn túc trực, không hề sao liệt. Nếu mà gìn giữ giống như tựa như một cái người cảnh sát luôn luôn bảo vệ những người dân thì tốt đẹp. Điều thứ ba nữa đó, để cho tánh mà tham sân nó có thể sinh khởi là quán về cái thể trược, quán về những cái thể bất mỹ đó. Để cho con mắt nó không có chạy theo cái dục sắc đẹp, để cho cái lỗ tai nó không có chạy theo cái âm thanh du dương, để cho cái mũi không chạy theo cái mùi hương thù diệu, để cho cái lưỡi nó không có chạy theo những cái hương vị thơm ngon. Ít nhất những cái pháp này chúng ta cần phải quán tưởng. Nếu mà khi ghi mà từ giới trong cái song hành tu tập thiền tịnh thì quán tưởng nhận Đức Phật, quán tưởng về thể trược. Và pháp thứ tư á, để cần để mà củng cố để bảo vệ, đó là quán tưởng về sự chết. Ba pháp quán này có thể là sử dụng một pháp quán đó. Để chi? Để như là cảnh vệ cái bình. Và tối thiểu một tuần á, cũng phải ba lần để mình quán tưởng. Nếu mà mỗi ngày sau như là thiền tịnh rồi mình đưa tâm quán tưởng một trong ba pháp, quán tưởng về thị trường, niệm tưởng nhận Đức Phật, hoặc là quán tưởng về cái sự chết, mỗi ngày càng tốt, tối thiểu một tuần phải ba lần. Để cái bảo trì, để gìn giữ cái ân đức mà đặc biệt của giới này. Giới này có cái năng lực đặc biệt, có nghĩa là nó dẫn tới tiến đắc tới thiền định. Có giới rồi giữ gìn giới, có định rồi giữ gìn định. Pháp mà giữ gìn giới, giữ tình định nó có bốn. Chúng ta lần lượt trình bày với vậy, đó là niệm tưởng ân đức Phật, rồi tu tập tâm từ, rồi quán tưởng về thể trược, quán tưởng về sự chết, nhất là ba cái pháp Đức Phật, quán tưởng về sự chết, quán tưởng về thể trược. Nếu mỗi ngày được một lần thì tốt, còn tối thiểu một tuần phải ba lần để gìn giữ. Và cái giới này mà dẫn tới chứng đắc thiền định là có cái ân đức đặc biệt, có năng lực đặc biệt. Từ sơ định có thể chứng đắc tới nhị định, từ nhị định chứng đắc tới tam định, từ tam định tới chứng đắc tới tứ định. Rồi từ cái ân đức giới này
Từ cái định này được gìn giữ như vậy đó, như này có thể triển khai. Mà theo kinh văn Đức Phật hay gì đó có thể nhớ được, triển khai để mà có thể đắc được cái túc mạng minh, có thể nhớ được một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp của vợ. Có thể triển khai để nhớ lại có sanh chết từ cảnh giới này, sanh về cảnh giới khác, cứ là có thiên nhãn thông. Hoặc là thể có triển khai cho nên chứng đắc được những cái pháp thần thông khác, như là hóa thân, như là đi trên hư không, là vô vật. Đây là cái năng lực, là năng lực đặc biệt của giới. Từ cái giới đó nó làm nền tảng thì có cái nó kết hợp với định để mà có những năng lực đó, họ thấy được cái năng lực đó mình nó hân hoan trong cái mà trú trong giới, tâm được hân hoan, người nó cảm thấy là không có gì phải lo sợ. Bởi vì mình đã ở trong cái chiếc thuyền vàng mà tất cả một cái lỗ hổng đều được bít kín hết. Cho dù sóng to gió lớn cái nào, chiếc thuyền vàng nó cũng vẫn yên. Nó chở ở bên ngoài thôi chứ không được. Và nó sống rất là an ổn. Đây là cái năng lực của giới nữa. Mà năng lực... Cho dù đối diện với sự chết đó mà, tâm mình cũng không bao giờ run sợ. Bởi vì chắc chắn là nghe là cái giới này sao không đỡ mình lên. Nó tựa giống như chúng ta bỏ cái chiếc thuyền bằng vàng này, chúng ta sẽ trú trong chiếc thuyền bằng ngọc, nó càng vững chắc, nó càng kiên cố hơn, nó càng xinh đẹp hơn, nó càng mỹ thuật hơn. Không có gì phải lo ngại. Nếu như người nào có một cái bình bằng vàng mà người đó có thể bỏ bình bằng vàng này, tôi sẽ tặng cho anh một bình bằng ngọc. À, một ngọc bích rất là hay, hoặc bảo rất là tốt, có giá trị cao. Dĩ nhiên người này sẵn sàng thì không hề sợ, không hề tiếc. Cho dù đối diện với sự chết cũng không bao giờ không sợ, bởi vì biết chắc chắn là mình sẽ nhận được một cái gì đó đặc biệt cao quý hơn, chứ không phải là cái này nữa. Đây là cái năng lực đặc biệt của giới. Và cái giới thứ tư, giới thứ tư thì giới thứ tư gọi là Nibbe đó, Phagia. Người giới có cái cao thượng nhất, hay là có giới có một năng lực tối thắng nhất. Thì từ cái thân tâm mình nó đã được trong sạch, nó thân ngữ ý nó hoàn toàn trong sáng, thì bây giờ trí tuệ nó sẽ sinh khởi lên. Thân ngữ được trong sạch bởi giới, tâm nó được trong sáng bởi định. Đi dần từng bước như vậy. Mà khi cái định nó được viên mãn, định nó được là tích lũy, được tăng trưởng lên, thì trí nương nó còn. Mà khi mà trí được phát huy, người ta đưa tâm để nhìn cái vạn vật này từ cái năng lực giới được cái tốt đẹp đó, người đó có thể đưa cái tâm trong sáng này nhìn thấy được một trong ba tướng hoặc cả ba tướng, tướng vô thường hay tướng khổ hay tướng vô ngã. Mà chính các bậc thánh ngày xưa đó cũng từ cái đường hướng này mà đi ra. Mà chúng ta nhớ rằng khi mà có những vị tỳ khưu mà bệnh nặng trong thời Đức Phật đó, mà Đức Phật thấy có duyên lành, Đức Phật thấy có duyên lành người này có thể chứng đắc được đạo quả ở trong những giây phút sắp sửa lâm chung, Đức Phật ngày ngự tới, tự thân ngày ngự tới. Ở vậy này cố gắng gượng đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật nói này tỳ khưu hãy nằm yên. Mà Đức Phật ngài nói này tỳ khưu, ngươi có cảm thấy bệnh ngươi có giảm thiểu hay không, nó có tăng trưởng hay không? Ngươi có cảm thấy đau khổ hay không?
Nếu mà Thế Tôn, con thấy bệnh con nó không có giảm thiểu, mình có chiều hướng tăng trưởng, con không thể kham nhận nổi. Đức Thế Tôn ngày sắp tấn lại, ngày thì khô vậy thì ngươi thấy có cảm thấy gì ân hận điều gì không? Bà Thế Tôn, con cảm thấy ân hận là không có được nhìn Đức Thế Tôn mỗi ngày, nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói, này thì khô, tôi đủ rồi. Có lợi gì khi mà ngắm nhìn cái tấm thân đầy thể trược này? Này thì khô, ngươi có ân hận gì về giới hạnh của mình hay không? Ngài gợi ý đi. Bởi vì đó, đưa tâm quán sát lại à, trong những cái thời gian qua, trong cái thời gian mà mình tu tập vậy đó, trong cái thời gian mà mình đi theo cái những bước chân của những bậc tiền nhân hay là những bước chân của Đức Phật đó, những thời gian đó, những năm tháng đó, mình có vi phạm về giới nào không? Đưa tâm quán sát mà vậy đó, thấy rằng từ trước giờ mình thế giới mình không có cái gì hết, vậy đó mới hân hoan với bạch Thế Tôn, con sẽ không ân hận gì về gì cái giới hạnh của con cả. Dĩ nhiên Thế Tôn với tiếng ngài, ngài thẩm tra rồi, ngài chỉ gợi ý thôi. Này thì không có ân hận gì về giới hạnh của mình hay không? Bởi vì đó mới hồi tưởng lại trong những cái sở hành của mình, từ thân, từ ngữ, từ ý, cảm thấy nó hoàn toàn trong sạch. Mà Tứ Tôn, con không có ân hận gì về giới hạnh của nó. Tâm thân ngoan rồi, con sợ trước cái chết không còn nữa rồi. Nữa đâu ngài giảng lên bài pháp, mà nhờ tâm hân hoan mình cảm thấy an tâm vô cùng, rồi trí quán bắt đầu sinh khởi lên cho nó, đưa tâm quán thấy. Mà đưa tâm quán sát nè thì tuệ quán sinh khởi, tuệ quán sinh khởi đã không run sợ trước sự chết, không yêu thích thiên đàng thì có lo gì sợ địa ngục. Tâm tham nó dính mắc không có, tâm sân nó dính mắc nó không có, tâm si ta tạm thời bị diệt trừ bởi trí quán với phước độ đầy đủ thì đạo quả sinh khởi ngay trong nghiệp đó, ngay trong nghiệp đó. Mà tất cả cũng từ cái giới có năng lực đặc biệt này nè, đến tức là cái giới mà có ơn đức cao thượng này nè. Và chính Đức Thế Tôn ngài đã gợi ý khiến cho cái vị tỳ khưu đang lâm vào cơn bệnh mà đối diện sống chết đó, đó. Quán sát và giới mà thấy hoàn toàn trong sạch, thân giới trong sạch, ngữ giới trong sạch, ý giới cũng trong sạch. Nên đâu có gì phải lo sợ. Đã không lo sợ thì tức là cái phiền não tham sân nó không, mà không dính mắc về những cái cảnh giới khác thì cái phiền não tham nó không có, trí quán sinh khởi. Đưa tâm quán sát theo cái lời dạy của Thế Tôn, những cái bài pháp ngắn ở trong cái phút đó thì duyên lành đạo quả tới. Nói cách khác để muốn nói là cái giới này nó dẫn tới được cái chứng đắc được những cái thánh đạo hay là thánh quả, đó là cái năng lực đặc biệt ở giới cao thượng nhất, mà không có đầu đi lệch cái vị đạo này. Cho dù vị thánh đó là từ sơ quả bậc dự lô cho đến a la hán đều phải đi trong cái vị đạo này, đều phải đi rồi để đi trên cái con đường này. Chứ không thể đi lạc được. Và chính vì các ngài đã thấy rõ những cái ân đức giới có cái năng lực đặc biệt và có những ân đức cao thượng trên thân quan trong giới, giống như người giữ gìn cái con người còn lại của mình.
Mỗi người ấy, có đôi mắt mà mất đi một đôi con mắt, chỉ còn con mắt à. Nếu người đó mà mất luôn con mắt thứ hai nữa thì người đó sẽ là kẻ tầm tội, mù lòa, sẽ không nhận định được phương hướng, sẽ không còn nhận định được những thấy được những cảnh vật. Người đó gia công bảo vệ con mắt còn lại không ạ, gìn giữ không cho có thể xâm nhập vào cái con mắt đó. Cũng vậy, cái người gìn giữ giới khi hiểu rõ cái năng lực này, cái năng lực cao thượng, rất là hân hoan trong giữ giới, và sẽ không ai nói rằng người đó cố chấp, người đó cố thủ, người đó mặc cái lợi này lợi của chính mình. Hóa diện cái lời nói đó mà mình sợ hãi, bởi vì tức là cái ân quốc giới này nó dẫn tới cái thiền định, nó dẫn tới luôn cả những cái thánh đạo thánh quả. Đó là cái mà cái mình đang tìm kiếm, thế nó rất là đặc biệt vô cùng mà không hề run sợ. Ai nói vậy nói, bản chất giới là như vậy, ân đức giới là như vậy, là phải nói sai nói lệch mà cái ân đức giới nó khác đi. Như vậy tóm lại, ân đức giới có từng cặp bậc. Thứ nhất là thấp kém nhất được gọi là hà ná phật giới giác, thứ hai là trì là thi tí phật giới giác, giới thứ ba là nó đặc biệt hơn, có năng lực đặc biệt, tức là viśeṣa phật giới giác, và giới có ân đức cao thượng nhất nibbana phật giới giác. Mà trong hai là giới ân đức giới đó là chủ yếu nói về cái giới có năng lực đặc biệt và giới có ân đức cao thượng. Giới này có thể dẫn chứng đắc tới cái thiền định và những pháp thượng nhân khác. Và dẫn chứng có thể dẫn tới đắc thánh đạo thánh quả. Nhờ hiểu được cái công năng, hiểu được cái lợi ích, nhờ hiểu được cái cao thượng của giới, trên người đó hân hoan giữ giới và luôn luôn giữ gìn, nó không để cho giới bị hư hoại dù rằng là một chi phần nhỏ nhất, không hay vi phạm. Một thanh gỗ nó tốt mà tốt, nhưng mà nó có một cái lỗ mọt hay là cái lỗ hư hỏng ở một mức độ nào đó thì là mất giá trị ngay cái thanh gỗ quý đó, mất giá trị ngay. Một viên kim cương dù đẹp dù xinh dù có giá trị mà bên trong có bọt là viên kim cương đó cũng mất giảm đi. Người đó hiểu được như vậy, gìn giữ cho cái viên kim cương không bị vết nứt bên trong, không có bọt bên trong, gìn giữ sao cho viên kim cương nó luôn luôn nó hoàn toàn là viên mãn, không có một cái vết nứt vết hư hào để bảo tồn được cái giá trị của cái viên kim cương này. Cũng vậy, hiểu được ân đức giới, hiểu được năng lực của giới, người đó thích và giữ giới, mặc ai muốn nói gì nói, không cần quan tâm tới, vì biết đây là một cái lợi ích cho bản thân mình. Và xin thưa về thời gian đây, chúng vừa phải lẽ pháp phước báo phát sinh, xin chúng vừa chư tôn tăng xin đem lại an lành cho toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị luôn được an vui tịnh lạc, được tiến hóa trong Phật để nhanh chóng chứng đắc đạo quả của bạn. Nam mô Sư Thầy Giáo, và chúng tôi cũng không quên thời hướng phước này đến cho chư tỳ hộ trì chánh pháp. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng mình xin gia hộ với tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, được tiến hóa trong Phật, được pháp đồng điệu nhau cả thầy. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sư Thầy Giáo.